Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Quan trọng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 hệ thống Galaxy 19 của ngày thứ tư rồi giữa tuần. Quý vị sẽ làm gì cuối tuần này và thời tiết như thế nào, Thảo Hiên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thì nhiệt độ tiếp tục giảm khi mà ở miền Nam California, đặc biệt là quận Cam và Westminster Garden Road chẳng hạn, thì hôm nay trời bắt đầu mát mẻ trở lại, đến chiều tối thì lạnh lạnh. Buổi trưa ngày hôm nay lên cao nhất cũng chỉ có 67 đến 68 độ. Anaheim thì có ấm áp hơn một tí, lên được khoảng 75 độ. Những cái thành phố gần biển thì có thể lạnh hơn một tí thưa quý vị, khi mà chỉ có tầm khoảng 60 độ là cao. Chiều tối ngày hôm nay thì nhiệt độ giữ ở mức là 52 cho đến 54 độ. Và từ đây cho đến thứ bảy này, chúng ta sẽ có những ngày nhiệt độ trung bình là 68 đến 70, nhưng mà thứ bảy này thì có nắng ấm, có thể lên được 80 độ. Và đặc biệt là thứ sáu và thứ bảy là hai ngày gió lớn trong tuần này. Và tuy nhiên cuối tuần thì độ ẩm lại khá là thấp thưa quý vị, chỉ có khoảng chừng 25 đến 30%. Cuối tuần này trời hơi khô. Trong khi đó, tình hình tài chính diễn biến như thế nào thưa quý vị? Vào sáng sớm ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã lên trên Twitter và tweet những lời lẽ liên quan đến tình hình chiến tranh Syria nếu có thể xảy ra. Và với những lời lẽ như thế và khiến cho giới đầu tư quan ngại, thứ nhất đó là Tổng thống Trump đã quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh vùng Nam Mỹ Châu và ở lại. Ông nói rằng lý do ông ở lại và cử cho ông Mike Pence phó tổng thống đi thế đó là vì ông đang muốn bàn thảo vấn đề Syria để đối đầu với cái vụ mà chúng ta đã nghe thấy, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến cho ít nhất 40 người ở Syria trong cái khu vực thành phố Duma phía bên ngoài thủ đô Damascus thiệt mạng. Bên cạnh đó, sáng ngày hôm nay cũng tin tức cho biết là có khoảng 500 người dân Syria đã bị nhiễm cái chất độc hóa học đó và họ đã phải nhập viện để được cứu chữa. Với cái tình hình đó thì ông Trump hồi sáng nay đã khuyến cáo là Syria cũng như Nga chuẩn bị chào đón những dàn hỏa tiễn của Hoa Kỳ rơi xuống nếu tình hình này tiếp tục căng thẳng. Và với những lời lẽ như thế, bây giờ cái vấn đề mậu dịch nó đã để qua một bên thưa quý vị, sau khi ông Tập Cận Bình tuyên bố là sẽ mở cửa ở Trung Quốc từ bây giờ đến cuối năm nay, không tăng thuế các mặt hàng trong đó có xe hơi vân vân. Cái chuyện đó là tin tốt, nhưng mà sáng hôm nay với cái tình hình Syria cho khiến giới đầu tư rất quan tâm, và đó là lý do ngay bây giờ Dow Jones đang xuống gần 200 điểm. Xem ra thì giới đầu tư mỗi ngày họ ghi nhận những cái tin tức, sau đó họ đưa ra cái chuyên gia để phân tích xem trong những thời gian tới có thể là Hoa Kỳ sẽ đánh Syria và đánh như thế nào. Thì khi mà cái tin tức đó họ phân tích 50% đánh, 60%, 70%, và dựa trên những cái điểm đó họ nói rằng nếu mà đánh như vậy đó, tình hình sẽ căng thẳng hơn và gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế chung. Thị trường xuống 200 điểm, có lúc sáng nay nó xuống chỉ hơn 100 điểm thôi. Nasdaq trong khoảng 5 phút vừa qua đó có lúc nó lên màu xanh thưa quý vị, bây giờ thì vẫn màu đỏ. Nasdaq xuống 18, S&P 500 xuống gần 13 điểm. Trong khi đó giá dầu tiếp tục tăng mạnh ngày hôm nay, khi mà có dấu hiệu của chiến tranh thường dầu hỏa tăng cao, bởi vì khi mà chiến tranh xảy ra đó họ lo sợ là các tàu chở dầu và các hoạt động di chuyển dầu hỏa đã bị ảnh hưởng. Đó là khiến cho lý do giá dầu đều tăng. 1 đồng 75 sen, ngày hôm nay 67 đồng 26 sen. Và giá xăng ở tại quận Cam trong thời gian qua đã lên cả ít nhất là 15 sen thưa quý vị, tới 30 sen tùy thành phố. Chẳng hạn như là Irvine, Huntington Beach bao giờ thì cũng đắt hơn khu vực Fullerton, Anaheim hoặc là Garden Grove.
vàng. Đó là lý do tại sao sáng nay giới đầu tư lo ngại là sự sụp đổ thị trường tài chính đó, cho nên họ đã nhảy vào họ mua vàng quá trời luôn. Ngay từ phiên hoạt động vàng với dầu hỏa nó liên tục nó thay đổi, nhưng mà khi mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa đó, là đến lúc đó giá vàng nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Từ lúc mở cửa là lên 9 đồng, bây giờ là lên 16 đồng 29 sen. Một cái giá mà có thể nói rất mạnh trong thời gian qua, 1.362 đồng 20 sen thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ đề cập đến bản tin liên quan đến tình hình Syria. Thế nhưng ngày hôm nay thì ông Paul Ryan mới đây đã, cách đây có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thôi, đã gặp các giới chức trong phòng kín và các giới chức lãnh đạo Cộng Hòa và các thành viên Cộng Hòa khác, và ông tuyên bố thời gian ông phục vụ cho Hạ viện đến đây là kết thúc. Ông sẽ không tìm kiếm một cái cuộc tái tranh cử vào cuối năm nay thưa quý vị. Và một trong những lý do chúng tôi đã quan tâm đến, và cái tin tức này nó đã có từ hồi tháng 10 năm ngoái. Tin tức này đã có, nhưng lúc đó thì ông lắc đầu, ông nói rằng không, tôi sẽ còn ở lại cho đến khi nào mà đất nước hoặc là Hạ viện cần tôi. Nhưng mà cuối cùng thì những cái đồn đoán rất hay thưa quý vị, những cái tin tức liên quan đến những cái hoạt động chính trị ở thủ đô Washington đó, đa phần chúng ta nghe những cái tin đồn đoán mà Washington Post, New York Times loan tải, hoặc là CNN vân vân họ loan tải, nhưng mà đa phần đều đúng hết. Chuyện của ông Trump hoặc là chuyện của Paul Ryan và những cái lời đồn đãi khác thưa quý vị. Và bây giờ thì chính thức ông Paul Ryan đã tuyên bố ông sẽ không ra tái tranh cử nữa. Ông đưa ra một lý do ai cũng phải chấp nhận, đó là ông nói rằng con của tôi không cần một người bố bán thời gian. Bởi vì sao? Cuối tuần ông mới được về nhà, bởi vì cái công việc ở Hạ viện mà nhắc làm chủ tịch nữa nó quá nặng nề đi, và đương đầu với bao nhiêu cái vấn nạn trong thời gian qua nó khiến ông khá mệt mỏi. Thế nhưng bản tin ngày hôm nay đó là ông trước ông Paul Ryan là ông John Boehner, cũng đảng Cộng Hòa, một người mà người ta hay chọc ổng là mít ướt lắm, quý vị để ý đó, một người rất giàu tình cảm, cứng rắn lắm nhưng rất giàu tình cảm. Mỗi khi nhắc tới chuyện quá khứ hoặc là nhắc tới trẻ em hay là những gì nó thương cảm, ông hay khóc lắm. Và tin tức mới nhất ngày hôm nay thì ông John Boehner sẽ đi bán cần sa thưa quý vị. Nói là bán thì quá đáng, nhưng mà ông chính thức vừa tuyên bố sáng nay ông sẽ là cố vấn cho một công ty đầu tư và liên quan đến ngành cần sa. Và có thể ông hy vọng, bởi vì là cựu chủ tịch Hạ viện mà, khi mà làm việc cho một công ty thì ông sẽ dựa vào những sự quen biết để mà ông có thể giúp lobbying, vận động hành lang cho những cái nỗ lực. Hiện nay thì chính phủ liên bang vẫn cấm cần sa, chỉ có một số các tiểu bang cho phép mà thôi. Sang đến phiên ông Trump thì Bộ Tư pháp có vẻ như muốn gia tăng các việc mà chấp pháp, có nghĩa là buộc các tiểu bang này phải đi theo các quy định của liên bang. Cho nên cái tình hình của ngành buôn bán cần sa hơi khựng lại một chút xíu, họ chưa biết được những cái nỗ lực của Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump sẽ như thế nào. Thì ông John Boehner, ông cựu chủ tịch Hạ viện ngày hôm nay hy vọng có thể thay đổi một điều gì đó trong cái kỹ nghệ của ngành cần sa, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó bước sang phần tin thế giới thì vào sáng ngày hôm nay có một cái phi cơ quân sự của Algeria đã bị rớt và khiến cho 257 người đã thiệt mạng. Được biết là phi cơ này đang chở binh sĩ cũng như là các thiết bị quân sự thì bất ngờ bị rơi vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay, không lâu sau khi mà cất cánh từ căn cứ không quân có tên là Boufarik. Và cái nơi mà bị rớt thì nằm giữa thủ đô Algiers và thành phố gọi là Bilda. Nơi này nằm cách thủ đô khoảng hơn 30 cây số. Đây là cái loại phi cơ có tên là Ilyushin số 76 do Nga chế tạo, mà nguyên nhân ban đầu được nghi ngờ có thể là do chiếc phi cơ này đã quá cũ kỹ và không được bảo dưỡng kỹ lưỡng thưa quý vị. Thì hình ảnh từ người dân sống xung quanh cho thấy là hàng chục xe cứu thương và cứu hỏa đã đi đến hiện trường và có một cái cột khói rất là to màu đen bốc lên mù mịt.
được thấy là khoảng vài chục thi thể được khiêng ra từ cái đống đổ nát của phi cơ này, và mọi tuyến đường xung quanh đều bị phong tỏa. Thì Algeria vốn đã gặp rất là nhiều tai tiếng về an toàn cho ngành hàng không, và cái vụ rớt máy bay này là cái vụ tồi tệ nhất từ năm 2014 cho đến nay. Vào năm 2014 có hai cái vụ rất là lớn. Thứ nhất đó là có 77 binh sĩ và thân nhân đã bị thiệt mạng khi một chiếc Hercules C-130 lao vào một vách núi, và cũng cùng năm đó thì một cái tai nạn khác của một cái phi cơ của hãng hàng không Air Algeria bị rớt khi mà đang bay ngang qua Burkina Faso, khiến cho 116 người thiệt mạng, thưa quý vị. Và thưa quý khán thính giả, Algeria nằm giữa Libya và Maroc và Tunisia phía Bắc. Algeria là một quốc gia vùng Bắc Phi Châu, và nơi đây có rất nhiều người dân nghèo khổ, một đất nước rất nghèo, third country, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao, bởi vì nằm đối diện với Tây Ban Nha, Pháp, vân vân, và trong vùng Địa Trung Hải, cho nên người Maroc thì đã sang châu Âu, và nhất là Pháp, Tây Ban Nha rất nhiều, kể cả Ý nữa. Nhưng mà người Algeria, người Libya trong thời gian từ nhiều thập niên qua vẫn tiếp tục đi vượt biển bằng đường thuyền và tìm đến các xứ sở với nền kinh tế mạnh, giàu mạnh. Cho nên ở phía Bắc là châu Âu giàu mạnh bao nhiêu, thì phía Nam vùng Bắc Phi là nghèo đói bấy nhiêu. Và đó là lý do mà chính phủ không có khả năng để mua những cái loại máy bay tốt Boeing, Airbus, mà phải sử dụng những cái chiếc máy bay của Nga, chưa kể là quá cũ kỹ nữa. Và thậm chí Nga ngày nay phát triển thì hàng phụ tùng của họ cũng đắt đỏ hơn ngày xưa. Cho nên muốn thay thế các phụ tùng cũng cần phải có tiền, có một số những cái kỹ thuật họ phải tự chế. Và cái việc tự chế đó đã khiến cho xảy ra các tai nạn, và thường xuyên là tai nạn của máy bay Nga. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến thêm quý vị các bản tin và tình hình của Syria sắp tới sẽ như thế nào.